Xin chào các bạn, mình đến từ Piano Plus. Và ngày hôm nay ở trên tay của mình đây thì là một sản phẩm của Aroma. Đó là chiếc loa AG60A. Nó cũng giống như những chiếc loa khác như AG40 và AG26 và AG15A. Các bạn có thể xem thêm những thông tin về các sản phẩm đó tại những video trước mình đã làm nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thử đập hộp chiếc AG60A này ra và sẽ thể xem nó như thế nào nhé. Ok, vậy là ngay ở bên trong chúng ta cũng thấy chiếc loa này được đóng gói một cách rất cẩn thận với các miếng đệm và các lớp lót chống va đập rất là được bọc lót rất là cẩn thận như thế này. Chiếc loa này được kèm với cả một túi đựng rất là chắc chắn làm bằng vải và ở phía dưới có các miếng lót để mình có thể để ở dưới đất. Cũng có một cái quay, tay quay để mình có thể cầm tay xách đi như này. Mình thấy là nó cũng sẽ rất là tiện cho các bạn khi mà chúng ta có thể mang nó đi du lịch hay là đi biểu diễn ở ngoài trời đâu đó. Ở bên ngoài chiếc túi cũng có một cái ngăn nhỏ giúp mình đựng những cái đồ đạc linh tinh mà mình muốn. Bên trong này thì chúng ta sẽ có một dây sạc dành cho loa và một hướng dẫn sử dụng. Vậy bây giờ mình sẽ thử mở ra xem chiếc loa bên trong sẽ như thế nào nhé. Ok. Mình thấy là bên trong nó cũng đã được đóng gói bằng một lớp ni lông cũng rất là cẩn thận. Vậy là chiếc loa này về ngoại hình thì nó nhỏ gọn hơn mình nghĩ. Kích thước vừa phải, mình có thể cầm hoặc là bê ở trên tay một cách rất là gọn gàng như thế này. Ngoài ra các bạn cũng thấy là nó sẽ có các cái chân, các cái miếng chân này để mình có thể để ở dưới đất. Mình có thể để ở phía bên này hoặc là phía bên này cũng có các miếng chân để mình có thể để. Chúng ta có thể để loa nằm ngang như thế này hoặc chúng ta có thể để nó nằm dọc như thế này đều được. Phía bên này được thiết kế có một miếng tay cầm. Miếng tay cầm này thì chúng ta thấy đã được thiết kế nó nằm sâu phía bên trong, làm giúp cho cái tiết diện của chiếc loa trở nên gọn gàng hơn. Và đồng thời khi mình có thể đưa tay vào để mình xách một cách tiện lợi hơn rất là nhiều. Phần bên ngoài của loa thì làm được bọc bằng một lớp nhựa giả vân gỗ với màu sắc mang cái phong thái cổ điển rất là sang trọng và đẹp đẽ. Chiếc loa gồm có hai loa 5 inch toàn giải được bọc lớp ngoài bằng một cái lớp vật liệu cứng rất là chắc chắn như này, cùng với những họa tiết được giật chìm rất là đẹp. Ở phía dưới chúng ta cũng sẽ thấy là sẽ có một cái lỗ dùng để cắm vào cái chân trong những trường hợp mà chúng ta cần biểu diễn tại các cái không gian lớn ngoài trời và chúng ta muốn cắm vào chân để chiếc loa trên cái vị trí cao hơn, giúp cho cái âm thanh của chúng ta sẽ có cái độ vang xa và hay hơn. Ở phía bên này mình cũng sẽ có hai cái tay cầm rất là tiện lợi khi mà chúng ta đặt chiếc loa ở vị trí nằm ngang thế này, xoay lên đặt xuống rất là tiện lợi đó. Rồi, tại đây mình cũng thấy này, chiếc loa này chúng ta có rất là nhiều các cái chức năng khác nhau. Các bạn cũng sẽ thấy là chiếc loa này được thiết kế với pin ở bên trong. Có nghĩa là chúng ta hoàn toàn không bị phụ thuộc vào các cái nguồn điện khi mà chúng ta cần phải đi biểu diễn. Rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần bật, tắt là xong. Tại đây chúng ta cũng có một cái chân dùng để cắm nguồn sạc cho chiếc loa. Và với chiếc loa này chúng ta sẽ chỉ cần sạc trong 3 giờ và mình có thể dùng trong hơn 5 giờ với 80% hiệu suất âm thanh. Ở đây chúng ta cũng có một đèn để báo hiệu pin của chiếc loa trong quá trình sử dụng. Chúng ta cũng thấy là nó sẽ có 3 mức đèn sáng là đèn pin đầy, pin còn 70% và mức pin thấp. Thì tại đây chúng ta thấy là mức pin của chiếc loa này đang ở mức thấp. Thường thì những chiếc loa mới như thế này họ sẽ để mức pin ở mức thấp để đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển. Khi về chúng ta có thể sạc nó trong vòng 3 tiếng để có thể sử dụng trong vòng 5 tiếng với 80% hiệu suất âm thanh. Ngoài ra chúng ta cũng có hai đầu in và out để mình có thể kết nối với âm ly, chiếc loa với âm ly. Chiếc loa này cũng có chức năng Bluetooth với cái nút bật. Để chúng ta sử dụng chức năng Bluetooth rất là đơn giản, chúng ta ấn nút on, off dưới trong vòng 5 giây cho tới khi thấy đèn màu xanh sáng là Bluetooth đã được bật. Bluetooth này mình hoàn toàn có thể kết nối vào máy tính hoặc điện thoại một cách rất là tiện lợi. Sau đó chúng ta lại giữ 5 giây nữa để tắt đi cho đến khi thấy đèn tắt là được. Tại đây chúng ta cũng có rất là nhiều các cái chức năng trên cái chiếc loa này. Như các bạn cũng thấy, ở đây chúng ta có hai cổng 6.5. Cổng thứ nhất là để dành riêng cho cắm đàn guitar. Tất nhiên rồi. Đó, và chúng ta sẽ có một cái mic chỉnh chức năng âm thanh của pickup trên guitar. Với cổng 6.5 thứ hai thì chúng ta sẽ có hai phương án chúng ta có thể cắm mic và cắm guitar. Và tất nhiên chúng ta cũng sẽ có nút chỉnh để chỉnh giữa mic và guitar. Và ngoài ra chúng ta sẽ có một cái cổng để cắm chân mic sân khấu. Rất là tiện lợi, có nghĩa là trên một chiếc loa này chúng ta có thể sử dụng hai guitar một mic hoặc một guitar hai mic cùng một lúc. Và ngoài ra mình cũng thấy là các cái núm chỉnh âm thanh ở đây nó cũng mang rất là nhiều các cái chức năng. Đối với cả đàn guitar thì chúng ta có các núm chỉnh đối với âm bass, âm mid, âm treble, tức là các âm trầm, âm trung và âm cao trên đàn. Ngoài ra chúng ta sẽ có một nút chỉnh volume và một nút chỉnh chức năng reverb.
sẽ khiến cho tiếng đàn của chúng ta mang chiều sâu và có không gian hơn. Ở trên núm chỉnh đối với cả chân vào mic và guitar này thì chúng ta cũng có các núm chỉnh âm bass, âm mid và âm treble, có nghĩa là âm trầm, âm trung và âm cao. Có một nút chỉnh volume, âm lượng, và một cái mình thấy rất hay đấy là núm chỉnh effect đối với mic và đối với guitar. Ở đây thì chúng ta hoàn toàn có thể chỉnh độ vang của mic ở mức echo phía bên này và độ chiều sâu của tiếng đàn đối với nút reverb, đối với cái mức reverb ở phía bên này. Chân mic ở phía dưới này nó cũng sẽ có các nút chỉnh, núm chỉnh volume, âm lượng, và tất nhiên nó cũng sẽ sử dụng chung cái chức năng echo. Chúng ta có một núm chỉnh master volume, có nghĩa là volume tổng cho cả chiếc loa. Và một đặc điểm nữa cũng rất hay, đấy là trên này chúng ta có các cái nút chỉnh dành cho cái notch, nút chỉnh về mật độ và nút chỉnh về độ sâu của âm thanh. Ngay bây giờ thì để chúng ta có thể thấy rõ hơn cái âm thanh của chiếc loa này sẽ cho những âm thanh như thế nào thì mình sẽ cùng chơi thử một chút ở trên chiếc loa này nhé. À, đồng thời hỗ trợ mình tại đây cũng là một giá đỡ loa của Galux với kích cỡ rất là nhỏ gọn, dễ mang theo và được làm bằng vật liệu rất là chắc chắn. Như các bạn thấy, mình có thể đặt chiếc loa lên như thế này. Với cái giá đỡ này thì mình sẽ rất là phù hợp để mình biểu diễn tại một cái không gian rộng ngoài trời. Ví dụ chúng ta có một chuyến đi picnic vui vẻ với một chiếc đàn, một chiếc loa AG60A của Aroma, và một giá đỡ đàn thế này chẳng hạn, chúng ta hoàn toàn có thể tự setup một sân khấu nhỏ riêng mình. Ok, và ngay sau đây mình sẽ cùng thử xem cái âm thanh của chiếc loa AG60A này như thế nào nhé. Và để hỗ trợ mình, đây cũng là một sản phẩm khác của Aroma, là bộ thiết bị thu phát ARG05. Mình đã giới thiệu trong một video khác, các bạn có thể xem lại video đó và để có thêm nhiều thông tin về cái sản phẩm này nhé. Ok, và sau đây chúng ta sẽ cùng thử xem là âm thanh của chiếc loa AG60A này như thế nào nhé. Như mình thấy thì khi mình chơi như vậy thì mình thấy là cái chiếc loa này cho chúng ta một âm thanh rất là hài hòa, rất là hay. So với cả những cái sản phẩm khác của Aroma thì mình thấy là tiếng ở trên cái chiếc loa này nó cho mình những cái tiếng bass vừa đủ, nó không quá nổi trội, không quá lấn át những cái âm thanh khác, nhưng nó cũng không bị chìm đi mất trong tất cả những cái âm thanh mà mình đã chơi. Và cái tiếng bass nó vừa đủ này nó tạo ra một cái nền rất là hay cho những cái âm thanh khác, đồng thời là những cái nốt nhạc ở phía trên cao khá là sắc sảo. Khi mà mình chơi mình cảm giác nó khá là sắc sảo, rất là hay. Theo như mình thấy thì chiếc loa này cho chúng ta một cái âm thanh về tổng thể, tổng quan rất là hài hòa. Có một chức năng khác nữa của chiếc loa này mình muốn thử, đó là chức năng reverb. Thì vừa rồi mình đã để mức reverb bằng 0, bây giờ mình sẽ vặn cái chức năng reverb này lên một chút đó, và chúng ta sẽ cùng thử nghe xem là cái chức năng reverb của chiếc loa này sẽ mang lại một cái hiệu ứng khác cho tiếng đàn của chúng ta như thế nào nhé. Đã nghe thấy là với chức năng reverb đó thì cái tiếng đàn của chúng ta đã có cái độ vang hơn, độ ngân hay hơn và đã có chiều sâu hơn, nghe cảm giác có nhiều không gian hơn rất là nhiều, đúng không nào? Và mình thấy đây là một cái chức năng rất là hay ở trên chiếc loa AG60A này đó. Ok, vậy là hy vọng là qua cái video này thì mình cũng đã giúp mang lại cho các bạn thêm một chút cái thông tin hữu ích nữa về một cái sản phẩm khác của Aroma.
Đây là một sản phẩm mà theo như mình thấy là cũng rất là xứng đáng để chúng ta đầu tư nếu như chúng ta có cái niềm đam mê đối với cả âm nhạc, có niềm đam mê đối với cả việc chơi đàn và có cái sở thích là đi chơi đây đó mang theo cây đàn của mình cùng với cả chúng bạn, cùng với cả những bạn bè, tự mình chơi trên một sân khấu nhỏ, tự mình có những cái ca khúc hay của riêng mình. Cảm ơn các bạn.